Vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung ra đi, miệng mỉm cười, còn chúng tôi ở lại phải khóc. Đối với nhiều khán giả, Phi Nhung là ký ức tuổi thơ, chẳng thể nào quên. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến cho nhiều người đau lòng và tiếc nuối. Trưa ngày 28 tháng 9, giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Sau thời gian dài chống chọi với Covid-19, trước đó tình hình sức khỏe của giọng ca Vỡ Lòng Con Gái Bến Tre diễn biến phức tạp, khiến cho nhiều người lo lắng, có người động viên, có người cầu nguyện, có người tin vào một phép màu sẽ giúp nữ ca sĩ vượt qua bạo bệnh để tiếp tục cống hiến cho đời, cho nghề. Vậy mà kỳ tích đã không xảy ra. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xót xa, đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ giản dị mộc mạc Phi Nhung. Một tài khoản bình luận đọc mà nghẹn ngào: cảm ơn chị đã mang đến những ký ức thật đẹp cả trên sân khấu lẫn cuộc đời. Người xem khác chia sẻ: yêu mến chị từ hồi xưa đến giờ, chị luôn sống vì tha, vì cuộc đời. Hôm nay chị cũng hy sinh vì cuộc đời, đời sẽ mãi không quên chị. Cả cuộc đời luôn nghĩ cho người khác, luôn làm những điều thiện, nhưng cái kết của chị sao buồn đến đau lòng thế này. Mong chị ra đi bình yên, về với đất Phật. Bên cạnh đó, nhiều khán giả tiếc nuối vì đối với họ, Phi Nhung là cả một tuổi thơ chẳng thể nào quên, cả bầu trời tuổi thơ của mình. Lúc nhỏ thích nghe nhạc của cô lắm luôn, 6 tuổi đã biết hát các bài của cô rồi, nghe tin mà lòng bùi ngùi. Khán giả khác tiếc nuối, vậy là phép màu đã không xảy ra. Tuổi thơ của tôi đã về với cõi Phật, cô ra đi, nhưng những hình ảnh đẹp về cô vẫn còn mãi. Tạm biệt bầu ơi đừng khóc, bông điên điển, cô sẽ sống hoài trong trái tim con. Một bạn đọc khác: thương cho Phi Nhung, em ra đi thật rồi, để lại nỗi buồn cho khán giả, tiếc cho một ca sĩ có tài năng và lòng nhân ái. Đồng thời nhiều khán giả đau lòng khi giờ đây, những đứa con nuôi của Phi Nhung mất đi một điểm tựa. Một khán giả chia sẻ: thôi mong em yên nghỉ và từ nay sẽ không còn chịu đựng những thị phi nữa rồi, nhưng giờ các con của em phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ, xót xa quá. Rất bàng hoàng khi nhận được tin này. Các con của Phi Nhung đang đợi mẹ, cô đã ca hát và làm tất cả để giúp ích cho đời, cứ mang nhiều cho nhỏ. Vào 12:15, trưa ngày 28 tháng 9, showbiz nhuốm màu tang thương, ca sĩ Phi Nhung qua đời. Phi Nhung từng tâm sự cô là kết quả của cuộc tình lầm lỡ. Dù ông ngoại đã bắt phá bỏ cái thai trong bụng, mẹ vẫn quyết trốn vào chùa sanh ra cô. Năm 1970, Phi Nhung cất tiếng chào đời, nhưng không phải là niềm hạnh phúc và tự hào của bao đứa trẻ khác. Cô là con lai, sự tồn tại của cô bị giấu nhẹm đi trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh. Lên 8 tuổi, Phi Nhung mồ côi, có lẽ chính là những nỗi đau âm ỉ trong lòng, nên mỗi khi Phi Nhung cất lên những ca khúc trữ tình, cô lại khiến cho người nghe lặng im trong giây lát, như cảm nhận được cái nỗi đau ấy, như thấy mình trong chính sự da diết mà nữ ca sĩ thể hiện. Phi Nhung cứ thế thành danh, trở thành một trong những bông hoa lai nổi tiếng bậc nhất ở trong nước lẫn hải ngoại. Chương trình dòng nhạc trữ tình, lẽ ra khi đã tự mình bước qua được cái gian truân mà cuộc đời đặt lên vai cô từ khi còn đỏ hỏn, Phi Nhung có thể tự tung tự tại, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng không, cô không kết hôn, không xây dựng một gia đình riêng, mà chọn một gia đình chung với 23 người con nuôi. Mọi bé một hoàn cảnh, nhưng Phi Nhung phải thương, phải cưa mang chúng nhiều lắm. Chúng mới bật khóc, cầu xin, cô ơi, cứu mẹ con, mẹ ơi, bao giờ mẹ sẽ về. Nhưng kể từ hôm nay, mẹ Nhung của tụi nhỏ sẽ không bao giờ về nữa. Những đứa trẻ mồ côi như Phi Nhung lại một lần nữa mồ côi mẹ. Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng sau hơn 40 ngày điều trị kiên cường và mạnh mẽ. Nữ ca sĩ để lại một lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được. Với cô con gái đang làm y tá tại Mỹ, Phi Nhung hứa sẽ thăm con, lần lỡ ở lại Việt Nam làm từ thiện rồi ra đi. Phi Nhung mất hôm nay cả Vbiz nhuốm một màu ảm đạm. Dù là đồng nghiệp thân quen hay chỉ là đàn em, chưa một lần tiếp xúc, dù là fan ruột hay chỉ là khán giả yêu nhạc, ai cũng thương cho một người nghệ sĩ tài năng mà bạc mệnh. Chiều nay, ngay trước nhà Phi Nhung, người phụ nữ nhặt ve chai lạc giọng khi nhớ về nữ ca sĩ. Hôm nọ cô ấy còn xách đồ ra tặng cô, mà giờ lại đi rồi. Suốt một chặng đường, Phi Nhung đã cống hiến và chia sẻ hết mình rồi. Sao hôm nay cô có thể nghỉ ngơi? Những đau đớn từ vết thương tuổi thơ, những mệt nhọc vì đấu tranh với bệnh tật, từ nay không còn nữa. Phi Nhung đi rồi, nhưng bông điên điển và ký ức đáng trân trọng về cô sẽ luôn được khán giả nhớ thương, trân trọng. Trên trang cá nhân của Phạm Phi Nhung cũng có thông cáo báo chí cuối cùng. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần, đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc.
Hơn hết, chị còn là truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời. Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với Covid-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó vào tháng 7 năm 2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine Covid-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác, chị quyết ở lại vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này. Nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho viện vaccine, đóng góp mua máy thở, chị gửi gạo cho người nghèo. Chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Và mọi người luôn tin chị. Cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này chị đã nói dối, một lần nói dối khiến cho hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương.